ba đứa đang đi ăn mà bị quán đóng cửa rồi, bây giờ sẽ đi lại một cái quán khác ăn lòng nướng cho mọi người. Bây giờ mình sẽ quay cái quán mình mới mở cho mọi người xem ha. Đi ra đường mới đeo con trai kiếm thật bị phạt 3 triệu won. Ba triệu won là nói không làm đâu. 3 triệu won. Xe cu về đêm và bây giờ là khoảng 10 giờ đêm. Ba đứa mới tung tăng đi ăn đêm. 10 giờ đêm ba đứa tung tăng đi ăn. Đây là một cái góc ngã tư gần nhà Nghi. Trúc đang lên nhà Nghi chơi nè. Và Trúc cũng mong là cả nhà xem clip và đăng ký kênh dùm Nghi Nguyễn Channel nha cả nhà. Đây. Cảm ơn bạn Trúc nhiều nha. Mọi người đăng ký kênh bên trên nha mọi người. Trời ơi, cảm ơn Nghi nha, Nghi cảm ơn Nghi nhiều nha. Ừ, rồi bây giờ mình đi nha, giờ vô quán Mặt Trăng nha cả nhà. Là quán lòng nướng đó cả nhà. Mời cả nhà cùng với Trúc và Nghi đến quán lòng nướng nhé. Nhưng mà cả nhà nha, bây giờ đi review giùm Trúc, Trúc đang bận công chuyện chưa tới.
Nấm hả? Nấm nguyên cây. Nấm nguyên cây.
rồi bỏ miếng tương lên, à, miếng ớt vô. Mạnh bà nào mà nấy thì vô đi. Hôm nay có ớt nè. Ừ, có ớt nè, ớt có hành nè. Có hành nè. Cái tương này nó rất là đặc biệt. Không biết cái quán này họ làm sao cái gì. Hôm nay có bà Nghiêm, bà Nghiêm ở trên đồ. Cái bà nó cũng ở trên Korea. Lâu lắm mà em cũng được lần này em chỉ bao giờ mới xuống hả? Mai chút chiều về thì bữa nay thì em đi ăn nướng hai phần. Đây là người đẹp Phú Nhuận. Bà Nghiêm về lóc này bà chở thịt miếng thịt bự hơn bả mà. Thịt bự hơn luôn á, thiệt tình đó chứ. Cái thịt nó rất là dày mà ngon lắm cả nhà ơi. Nhìn hấp dẫn ghê luôn á. Một miếng mà này chắc cũng nửa ký nghe hả? Miếng này là hai phần, hai người ăn Trúc ăn đi. Quá hấp dẫn luôn. Món lòng này nổi tiếng ở Tây Phù hả Nghi ạ? Rất là ngon nha. Nó lặn lên cái hả nó teo. Rất là dẫn luôn nè. Thịt nó muốn được rồi nha cả nhà ơi. Dễ gấp rất là đều miếng luôn. Mình thì chắc là có miếng thịt rất là dày. Rất là dày, rất là ngon. Chắc là đẹp của thành chim nghiệp ha. Chim nghiệp đẹp. Quán này nổi tiếng lắm nha cả nhà. Từ đó đằng kia mà bây giờ mở thêm cái quán này nữa nè. Khách vô liên tục rồi. Đông. Không khách này đông. Đằng kia đông mà đây cũng đông. Chúng bán nó thương gái lắm nhưng mà tại vì chúng ngại nó không có quay tại vì quay phải cho phép nên là tôi không quay không. Thịt 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 này nó mới làm được chắc để chắc cho làm cũng làm cảm ơn Nghi Nguyễn trên đường ông quên trên đồ hoài anh ta đổi tên hoài mà cứ gọi tên cũ Nghi Nguyễn cũng nói Nghi Nguyễn được rồi Nghi Nguyễn từ thật mình phải nói thêm cái tên chứ nhưng mà bình thường bán đây nè cái lòng Nguyễn không hỏi cái đuôi hả? Cắt cái đuôi cỏ. Đây là cái nhà đồ thịt nè. Vừa chín tới là chỉnh á. Rồi, Trúc sẽ bỏ một miếng ớt vô nè. Miếng ớt nha. Rồi, hành. Tha tỏi chứ lộn tỏi. Rồi, còn một miếng là rồi chúng cuốn lại và sẽ chấm với cái một cái loại tương, cái quay lộn cái một cái loại dầu mè, mè muối, muối dầu mè. Rồi chúc mời cả nhà nha, chúc mời cả nhà. Quá trời luôn. Quá trời luôn. Quá trời quá đất luôn.
bù đắp lại những ngày làm vất vả anh nó bị anh đó. Không biết quý trong đây á.
lúc mà thèm món lòng này đúng là kiếm nghiêng Nguyễn Korea là cái quán này gần nhà nghi nha. Mình mốt lãnh hai công ty rồi mình lãnh lên chơi rồi nghi đang thúng là lúc mà thất nghiệp á. Nghi lúc mong lúc thất nghiệp tiếp để lên đây chơi làm gì đó, khi nào rồi lãnh nghỉ thứ bảy chủ nhật đi chơi. Ngon quá, con phải dừng ăn một miếng là không phải không ăn miếng thứ hai. Nó còn cái này không đủ ngon, đúng rồi không ngon, không nó ngon hết người cũng không. Chú ăn nhiều cái quán mặt trang rồi. Hồi xưa là lúc ăn ở ngoài Cầu Riêng á, cái quán ăn mà Cầu Riêng nó rất là ngon nha. Mà lúc ăn không có thấy ở đâu ngon nữa, ăn nhiều chỗ khác mà không thấy ngon. Hôm nay tự nhiên vô nhà Nghi ăn bán đủ. Ngon giống như ở với Cầu Riêng. Ngon lắm. Thứ ba nè, mới quán mở khác không? Đúng rồi, cái nước pha này nó quan trọng lắm nha. Nó ngon hay không là cả nhà cái nước pha đó, đó. Chứ còn cái lòng nướng thì ở đâu cũng như nhau. Cái này là nấm. Quan trọng là cái nước chấm. Làm tổ nổi lắm các nhà. Giờ mấy giờ rồi? Làm tổ xong giờ hai cái tay lơ hết rồi, giờ đi ăn. Chia nhau hơn cho hết. Và chút ăn chút. Rất là ngon. Cái này là tốt. Cái này rụm cái da luôn á. Còn rụm luôn. Tóc rộng đi. Tóc hả? Nước nãy giờ nó tướng. Nước nãy giờ nó tướng. Ngon thử. Còn bán miếng à? Hello hai người đẹp, cho mình làm quen với nào. Wow, hai người đẹp đi đâu đó. Đi này về được. Trời ơi, Nghi ơi, Nghi ơi. Về, trời ơi. Đã bị lây qua Nghi rồi. Chị Hạnh là chuyên gia lạc đường. Trúc đang đạp xe đạp nha cả nhà. Hồi nãy Trúc đi về nhà xong cái Trúc bị lạc đường nên là mất thời gian nhiều lắm. Cái Trúc lấy xe đạp của Nghi, Trúc chạy ra lại chỗ nữa nên giờ Trúc phải đạp xe về. Hai người này thì lên tên, Trúc phải đạp xe lên dốc nữa. Nó hết hơi rồi, giờ chuẩn bị về tới nhà rồi cả nhà ơi. Rồi Trúc cảm ơn cả nhà đã xem clip của Trúc nha. Và đến tới bây giờ luôn. À, trời ơi, cá cái gì vậy? Ông sùm quá. À, Trúc xin tạm biệt cả nhà nhé. Chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc nhé. Ôi, Trúc xin dừng video đây. Nó vui lắm rồi. Trúc phải thắng.